Hello, xin chào tất cả mọi nhá. Sự công nghệ nghe đèn 4.0 hotline 0886992345. Nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa gồm có 3 chấu và một công tắc bạn nhé. Đó, mắt camera được đơn vị nhà mình độ vào mấy bên sườn này này bạn nhé. Đây. Và đơn vị nhà mình là nhận độ chế tất cả dòng camera ngụy trang vào trong những cái đồ vật đồ dùng trong gia đình của bạn. Thì các bạn cần độ chế và đồ vật gì thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và các bạn đăng ký kênh Tubi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tubi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi các bạn kết nối với camera rồi dùng thôi các bạn nhé. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Đó, thì đơn vị nhà mình là vừa độ chế cho yêu cầu của mấy khách cái mắt camera vào bên sườn như này. Đó, thì đơn vị nhà mình là ví dụ các bạn muốn cùng một cái ổ điện như hoa này nhá, mà các bạn muốn độ trang ngụy trang mắt vào đây này, vào đây hoặc là để bằng trước hoặc là để trên mặt này đều được hết bạn nhé. Chỉ cần các bạn yêu cầu thôi là đơn vị nhà mình sẽ độ chế theo yêu cầu của bạn, muốn vào vị trí nào thì đơn vị nhà mình sẽ chế theo yêu cầu của bạn thôi. Và cái ổ điện này là các bạn khi chế xong nhá, là camera vẫn hoạt động, này, và cái ổ điện này các bạn vẫn có thể sử dụng được như bình thường. Các bạn vẫn có thể là cắm cơm này, sạc pin điện thoại này, nói chung là ăn lẩu này, nói chung là dùng tất cả như một cái ổ điện bình thường hết bạn nhé. Các bạn nào gắn một chiếc camera vào bên trong thôi, nó rất là kín đáo. Thì cái mẫu ổ điện này các bạn sẽ cắm nguồn điện trực tiếp rồi quay 24/24 bạn nhé. Cái mẫu ổ điện như hoa này sẽ không dùng pin. Đó. Nếu mà dùng pin nào thì nó sẽ là vừa sạc vừa quay, nó sẽ rất dễ bị hỏng các bạn nhé, rất dễ bị lỗi. Nên là cái phần pin thì đơn vị nhà mình đã lường bỏ đi rồi. Và bạn quay thì bạn sẽ cắm nguồn điện trực tiếp rồi quay thôi. À, thì sau đây mình sẽ cắm nguồn điện vào và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, mình sẽ cắm nguồn điện vào. Khi bạn cắm nguồn điện vào thì thiết bị sẽ sáng cái đèn đỏ này các bạn nhé. Là thiết bị đang hoạt động rồi. Thì để sử dụng thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng Lockcam. Bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn vào cửa App Store tải. Còn bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo thì các bạn vào cửa Cyberlay nhé. Đây, mình sẽ vào kết nối wifi của nhà mình trước để mình tải ứng dụng nhé. Hướng dẫn cho bạn cách để các bạn có thể tải ứng dụng về điện thoại. Đây. Đó, bạn nào dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào App Store đây nhé. Sau đó bạn sẽ vào ô tìm kiếm đây. Các bạn gõ cho mình ứng dụng là Lockcam. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng là Lockcam của biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng này về điện thoại rồi. Thì sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài máy chính này. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại. Đó, sau đó bạn sẽ chọn một nộp Wi-Fi nhé. Thì camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa 3 chấu này sẽ phát cho mình một cái mã Wi-Fi có chữ G đằng trước hoặc là có chữ F đằng trước và một dãy số là không có mật khẩu nhé. Thì bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn kết nối xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính này và các bạn sẽ vào trong ứng dụng là Lockcam các bạn vừa tải về. Sau đó các bạn sẽ chọn một cancel. Khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là device online. Các bạn xem thì các bạn sẽ chọn là chữ online. Sau đó các bạn sẽ chọn vào một cancel là xem. Đó, mình sẽ quay camera cho bạn xem nhé. Đó, chất lượng hình ảnh thì rất là ok bạn nhé. Cam di chuyển đến đâu là hình ảnh sẽ tới đó luôn. Đó. Tiếp theo bạn nào mà muốn bật tiếng lên thì bạn sẽ chọn mình cái loa. Alo. Khi bạn bật loa lên nhá thì thiết bị ổ điện này sẽ thu âm xung quanh khoảng 8 đến 10 mét xung quanh bạn nhá, được rất là xa. Đó, thu âm rõ nét. Tiếp theo bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn sẽ chọn vào máy chụp ảnh này, sẽ chụp ảnh màn hình này. Đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây sẽ là chế độ lưu video. Đó, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây các bạn nhá. Bạn muốn lưu lại video thì các bạn sẽ bấm lần nữa là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái app là Lockcam. Tiếp theo hình tam giác này sẽ là giúp các bạn có thể là đảo chiều hình ảnh này, sang trái sang phải này, đảo chiều lên xuống bạn nhé. Khi camera các bạn quay một cái góc ở độ bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh nó thuận như này thì các bạn sẽ không cần dùng đến nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời. Hình mặt trời đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn cho chế độ sáng cao lên này, cũng như các bạn giảm chế độ sáng đi. Đó. Là mình sẽ để ở giữa cho chế độ cân bằng nhé. Đó, tiếp theo sẽ là hình quả cầu. Hình quả cầu đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Các bạn cho màu hình ảnh đậm lên này, cũng như bạn giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nhạt đi bạn nhé.
Đó, mình sẽ để ở giữa được cân bằng. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trăng. Chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ quang ban đêm nhé. Khi bạn kích hoạt cái chế độ quang ban đêm lên thì hình ảnh sẽ trở về đen trắng và phạm vi các bạn quang ban đêm được khoảng 10 mét nhé, rất là xa. Đó, các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi, các bạn sẽ bấm lần nữa. Đó là hình ảnh sẽ có màu các bạn nhé. Đây. Tiếp theo sẽ là chế độ 1080 này, sẽ là giúp các bạn có thể là chọn cái độ phân giải hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải hình ảnh tối đa sẽ là 4K các bạn nhé. Đó, khi bạn chọn thành 4K thì hình ảnh rất là nét luôn. Đó, và mình sẽ di chuyển mặt camera cho bạn xem. Đó, này. Đó, chất lượng hình ảnh rất là ok. Đó. Đó là vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa 3 chấu này. Và sẽ test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera này rồi. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặt chung ở trong ứng dụng là Lockcam này. Và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này nhé. Cài đặt này, sau đó bạn sẽ chọn một device setting. Trong mục device setting này thì ứng dụng sẽ hiện tổng quan tất cả những cái mục cài đặt trong này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản nhé. Mục password này sẽ là giúp các bạn có thể là đổi mật khẩu của camera. Thì mật khẩu mặc định của camera thì bạn sẽ nhập là 123456. Đó là mật khẩu mặc định bạn nhé. Tiếp theo lưu password là bạn sẽ nhập mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào. Sau đó bạn chọn OK là sẽ đổi được mật khẩu của camera bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này. Trong cái mục SDK setting này sẽ là giúp các bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì các bạn sẽ kích hoạt lên là bây giờ camera các bạn chỉ cần bật nguồn lên thôi là camera sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục video duration là bạn sẽ chọn cái độ dài của video đây. Thì độ dài của video tối đa sẽ là 30 phút bạn nhé. Các bạn có thể chọn chế độ là 1 phút này, 3 phút, 5 phút và 30 phút. Thì ví dụ như khi mà mình chọn 5 phút thì camera sẽ tự động lưu video là 5 phút một file. Cứ 5 phút một file lưu vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Mà các bạn chọn là 1 phút, 3 phút và 30 phút thì cũng tương tự như vậy. Tiếp theo sẽ là một total này. Total nó sẽ hiện dung lượng bộ nhớ của camera. Thì vừa rồi mình gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào thì ở trong này sẽ hiện dung lượng bộ nhớ là 29809MB các bạn nhé. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ có bao nhiêu, sẽ hiện ở bên dưới này. Format đây sẽ là giúp các bạn có thể xóa tất cả dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Là các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ chọn vào OK. Các bạn nào không muốn xóa thì các bạn sẽ chọn cancel nhé. Đó. Tiếp theo nữa là một wifi setting này. Trong một wifi setting này thì camera ngụy trang chiếc ổ điện Niwa 3 chấu này sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc camera này ở đâu thì camera sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Thì sau đó các bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu mà thôi. Đó là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G và 4G thôi là có thể kết nối sang trực tiếp từ xa các bạn nhé. Chỉ cần cái camera này các bạn gắn ở nơi mà các bạn đã kết nối sang từ xa thôi là điện thoại của bạn cách hàng nghìn cây cũng như đi sang bên nước ngoài cũng như vạn cây đều các bạn đều có thể xem được hết bạn nhé. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang những chiếc ổ điện Niwa 3 chấu. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này cũng có nhu cầu cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng trong gia đình của bạn thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Quy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hảo cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Và video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.